Năm 1961 tại Thụy Điển, người ta đã vớt được xác của một con tàu bị chìm cách đây hơn 3 thế kỷ. Tức là nó đã bị nhấn chìm xuống đáy đại dương bao la vào năm 1628. Đây được coi là một chiến công rất ấn tượng. Sau đó họ đã quyết định khôi phục con tàu dài 70 mét này và xây hẳn một bảo tàng để trưng bày nó. Ngay sau khi mở cửa, bảo tàng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách. Phần lớn các khách tham quan đều tò mò rằng liệu rằng bị chìm dưới nước biển một thời gian lâu như vậy thì con tàu sẽ có hình dạng gì khi được vớt lên. Nói đến đây mình lại nghĩ ngay đến con tàu huyền thoại Titanic. Tuy thời gian bị nhấn chìm của tàu Titanic thua kém rất nhiều so với con tàu Thụy Điển kia, nhưng mà Titanic lại là con tàu rất đặc biệt. Và mình lại có một thắc mắc là nếu chúng ta cũng vớt được xác tàu Titanic và đem nó đi trưng bày thì sẽ như thế nào? Mình cá là nó sẽ phá vỡ kỷ lục du khách đến tham quan con tàu Thụy Điển kia. Vậy liệu rằng chúng ta có thể vớt được xác tàu Titanic lên được không? Và nếu nâng nó lên thì có bị ảnh hưởng gì không? Hãy cùng với Văn Tùng Discovery tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, các bạn hãy tặng cho mình một like để ủng hộ đội ngũ sáng tạo chúng mình nhé. Cũng đừng quên nhấn subscribe, bật chuông thông báo để các video của chúng mình sẽ được gửi ngay đến các bạn sau khi phát sóng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tàu Titanic khủng cỡ nào? Vào đầu thế kỷ 20, công nghệ mới và lực lượng đông đảo dân nhập cư châu Âu đã làm thúc đẩy sự ra đời của những con tàu biển lớn và vô cùng sang trọng. Vào thời điểm đó, White Star Lines, một công ty vận tải Anh Quốc đã cho ra đời tàu Titanic. Titanic bắt đầu được đóng vào năm 1909 bởi nhà máy đóng tàu Harland and Ward ở Belfast Island, nay là Bắc Ireland, và được hạ thủy năm 1912. Đây là chiếc tàu vượt đại dương chở khách chạy bằng động cơ hơi nước và nó có tên chính thức là AMS Titanic. AMS là viết tắt của Royal Mail Ship. Titanic dài 882 feet 9 inch, 269 mét và rộng 92 feet 6 inch, 28 mét ở sườn ngang. Nó dài hơn 6 inch so với chiếc tàu chị em là AMS Olympic. Tổng lượng chất tải đăng ký là 46.328 tấn. Và chiều cao từ mặt nước tới boong tàu là 60 feet 18 mét. Nó có hai động cơ hơi nước ngược piston 4 xi lanh và một tuốc bin Passion. Titanic có thể chở tổng cộng 3.547 người, gồm cả thủy thủ đoàn. Trên Titanic, khách hàng có thể tận hưởng hồ bơi, sân bóng, quần vợt, tennis, phòng tập thể dục, phòng tắm nắng, phòng ăn cao cấp và phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu có nhiều hơn 100 cabin hạng nhất so với tàu Olympic và một đại lộ Paris trên bong bê để cảm nhận nơi đây như một quán cà phê trên mặt phố. Danh sách khách hàng hạng nhất trên tuyến đi đầu tiên của Titanic gồm một số người giàu và nổi tiếng nhất thế giới. Theo điều tra chính thức của chính phủ Anh, con tàu chở khoảng 1.316 hành khách và 885 thủy thủ đoàn trong chuyến đi đầu tiên của nó. Dù xa hoa lộng lẫy là vậy, nhưng Titanic chỉ có 20 chiếc thuyền cứu sinh. Mỗi chiếc có sức chứa an toàn từ 40 đến 60 người. Tức là tổng sức chứa của toàn bộ tàu cứu sinh chỉ vào khoảng 1.178 người. Đêm tháng 4 năm 1912, chiếc tàu Titanic đã đâm phải một núi băng và chìm khi đang vượt đại dương, khiến cho vô số người phải bỏ mạng. Nhiều con số về số người hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng đã được đưa ra. Điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra con số 1.517 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi cuộc điều tra của Anh cho con số này là 1.490 người. Vào năm 1985, vị trí xác con tàu đắm đã được tìm thấy bởi nhà hải dương học Robert Ballard. Phát hiện quan trọng này được thực hiện nhờ công nghệ tàu ngầm robot do chính ông sáng chế. Trong khi xác tàu vẫn nằm dưới đáy biển, AMS Titanic đã thu hồi thành công hơn 5.000 hiện vật. Tuy nhiên, dù đã được tìm thấy sau và có nhiều cuộc lặn biển tham quan, nhưng con tàu này vẫn chưa được trục vớt lên và nó đã chìm dưới đại dương 112 năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vớt xác tàu Titanic lên? Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra về việc trục vớt xác tàu Titanic lên, nhưng điều này vẫn gây ra những phản ứng trái chiều đến với mọi người. Bên cạnh lý do để trưng bày các cổ vật được vớt lên từ Titanic, thì còn một lý do khác là tránh sự cướp bóc và tránh sự phân hủy của nó. Đầu tiên, kể từ vị trí vụ chìm tàu vào năm 1912, người ta đã vớt dứt và trưng bày nó trong viện bảo tàng để ngăn chặn cướp biển. Đối với sự phân hủy của nó, có thể là do vi khuẩn đã ăn cấu trúc sắt trong thời gian qua, và các nhà nghiên cứu sợ rằng trong một thời gian nữa sẽ không còn gì cả. Trên thực tế, vi khuẩn này chưa từng được phát hiện trước đây, vì vậy họ đặt tên cho nó là Holomonas titanica, theo tên con tàu mà nó ăn.
Vậy tại sao tới giờ Titanic vẫn chưa được trục vớt? Vâng, sự thật là nó không dễ dàng một chút nào ạ. Con tàu căn cứ của Thụy Điển được trục vớt ở độ sâu chỉ 32m. Nó được vớt tìm kiếm với số lượng tàu cứu lớn nhất của hạm đội Đức từ 100 năm trước. Họ đã cứu được 45 trong số 52 con tàu bị chìm và con tàu sâu nhất chỉ 45m. Còn về phần tàu Titanic, con tàu này cách mặt nước khoảng 3.800m, một khoảng cách thật khó để có thể kéo nó lên. Tuy nhiên không phải là không thể. Để tìm kiếm một kỳ tích tương tự thì chúng ta đã phải quay trở lại năm 1974. CIA trục vớt tàu ngầm K-129 của Liên Xô. Đây được gọi là dự án Ayarian, chiếc tàu ngầm bị chìm ở độ sâu 4.900m. Đây là vụ cứu hộ tàu sâu nhất trong lịch sử. Để làm được điều này, họ đã chế tạo ra một con tàu riêng cho nhiệm vụ này và tổng chi phí lên tới khoảng 4 triệu đô la hiện hành. Tuy nhiên, chỉ một phần tàu ngầm có thể được biên chế vì sự cố cơ học ở gọng kìm khiến 2/3 con tàu bị gãy trong quá trình phục hồi. Nhưng mà đó là chuyện xa xưa rồi. Biết đâu công nghệ này sẽ cho phép chúng ta trục vớt được toàn bộ con tàu Titanic chăng? Sau khi bộ phim Titanic của James Cameron được phát hành vào năm 1997, một cuộc tranh luận đã nổ ra xung quanh ý tưởng sẽ vớt con tàu lên. Thậm chí vào năm 1980, trước khi người ta phát hiện ra nơi con tàu bị chìm, bộ phim giải cứu tàu Titanic được phát hành khiến họ tưởng tượng về việc con tàu sẽ nổi trở lại. Nhưng điều duy nhất họ đạt được trong đời thực là mất 33 triệu đô la chi phí mà chẳng thu lại được gì. Nếu bạn thắc mắc bộ phim của James Cameron đã kiếm được bao nhiêu thì câu trả lời là 1 tỷ đô la. Và đó là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử. Quay trở lại với chủ đề chính của video, nâng cao con tàu Titanic có lẽ không phải là một ý kiến hay. Nó đã ở dưới nước hơn một thế kỷ. Điều này khiến Titanic ở trong tình trạng không được bảo quản, khá là đáng tiếc. Để đưa con tàu khổng lồ này trở lại mặt nước, 1001 ý tưởng đã được đề xuất. Chẳng hạn như đổ đầy 180.000 tấn Vaseline vào một túi polyester và nâng con tàu lên, nhưng túi có thể sẽ bị vỡ do áp suất. Một ý tưởng tương tự như vậy được đề xuất với sáp nóng thay vì Vaseline. Và có câu nói rằng nếu bạn không thể đánh bại kẻ thù của mình, hãy tham gia cùng với anh ta. Và tất nhiên là một đề xuất mới được ra đời. Tương tự như là cách một khối băng lớn đánh chìm tàu Titanic, nó cũng có thể được dùng để nâng Titanic lên. Họ đề xuất bọc con tàu trong lưới kim loại và bơm nitơ lỏng xung quanh nó. Giả sử, nitơ sẽ đóng thành một khối băng khổng lồ và khối băng này ít đậm đặc hơn nước lỏng sẽ cho phép con tàu nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, sẽ cần đến nửa triệu tấn nitơ lỏng và đó là chưa tính đến việc con tàu sẽ phải nâng lên một chút để lưới kim loại bên dưới. Một trong những đề xuất điên rồ nhất bao gồm việc lấp đầy nó bằng những quả bóng bàn để nổi lực của nó nâng Titanic lên mặt nước. Ý tưởng chung đã được minh chứng là có thể thực hiện được một con tàu nhỏ hơn trong một tập của MythBusters khi họ cố gắng cho nó nổi trở lại bằng 27.000 quả bóng bàn. Tuy nhiên, con tàu Titanic ở độ sâu lớn hơn rất nhiều nên các quả bóng sẽ không chịu được áp lực của nước. Và nếu chúng ta sử dụng một nam châm khổng lồ thì sao? Đề xuất này bao gồm việc kết nối nam châm với một số dây cáp cho một con tàu, thấp nó xuống đáy và sau đó hút nó lên bề mặt. Tuy nhiên, điều này chỉ xé toạc một phần của Titanic bằng nam châm và phần còn lại vẫn sẽ bị chìm. Nhưng sau đó tại sao chúng ta không làm được điều đó? Để trục vớt Titanic lên bờ, đó là một điều bất khả kháng. Vì vậy mà người ta quyết định phục hồi con tàu trong các bộ phận của nó. Năm 1996, một công ty đã loại bỏ hơn 4.000 vật thể trong những năm trước đó để cố gắng giải cứu một phần tàu Titanic đã bị tách khỏi phần còn lại. Phần băng này nặng 20 tấn, dài 4,5m x 7,5m. Và họ đã làm được điều đó với những chiếc phao lấp đầy với dầu diesel. Sau đó công ty đã tận dụng hoạt động này để biến nó thành một buổi biểu diễn và kiếm được một số tiền không nhỏ. Buổi biểu diễn có khoảng 1.700 người, trong đó có 3 người sống sót sau Titanic. Tất cả phải chi trả từ 1.800 đến 6.000 đô la mỗi người để xem toàn bộ quá trình phục hồi trên màn hình video của hai tàu du lịch đang chạy vòng quanh gần đó. Độ cao đang diễn ra tốt đẹp, nhưng khi chỉ còn 60m nữa là lên tới mặt nước, dây phao giữa bị đứt, do đó mảnh tàu lại chìm xuống 3.800m một lần nữa. Bất chấp cảnh tượng thảm khốc này, vào năm 1998, họ đã thử lại và lần này họ đã thành công. Và nếu bạn tò mò muốn xem mảnh Titanic, nó được gọi là mảnh lớn, thì hãy đến phòng trưng bày tại khách sạn Sòng Bạc Luxor ở Las Vegas. Bên cạnh đó, nơi đây cũng trưng bày 250 vật phẩm được phục hồi khác. Và để nói đến những gì về phần còn lại của con tàu, theo các chuyên gia, môi trường biển thù địch đã tàn phá xác con tàu. Sau hơn một thế kỷ dưới mặt nước, tính axit của nước muối đã hòa tan con tàu, làm tổn hại đến tính toàn vẹn của nó, đến mức phần lớn nó sẽ vỡ vụn nếu cố gắng can thiệp. Vi khuẩn chịu trách nhiệm cho sự phát triển rỉ sét trên phần lớn thân tàu cũng đã ăn mòn con tàu,
làm suy yếu thêm cấu trúc. Và Halomonas titanica, con virus đã đề cập ở trước đó, đã phá hủy sắt còn lại. Nội thất của con tàu cũng tồi tệ không kém, với phần boong bị sập và các hành lang trước đây là dành cho tàu ngầm nhỏ robot có thể tiếp cận được đã bị phá vỡ, và các khoang cabin đã xuống cấp theo thời gian. Một số chuyên gia thậm chí còn dự đoán rằng con tàu cuối cùng sẽ tan rã vào khoảng năm 2030. Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó? Có những người tin rằng tất cả các thứ trong Titanic nên được giải cứu trước khi chúng hoàn toàn biến mất. Những người khác cho rằng Titanic nên được coi như một ngôi mộ tập thể cho 1.500 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nên được giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên, các nhà hải dương học chỉ ra rằng không có bằng chứng về hài cốt của con người sau hàng trăm lần đảo ngược, vì điều kiện đại dương và sinh vật biển đói sống dưới đáy không để lại dấu vết về sự tồn tại của chúng. Và như thể rắc rối đó vẫn chưa đủ. Kể từ năm 2012, xác tàu Titanic đã được UNESCO bảo vệ, kể từ 100 năm sau vụ chìm tàu. Và khi nó được tìm thấy ở vùng biển quốc tế, tổ chức này bắt đầu quan tâm đến việc bảo vệ tồn tại nó. Hiện tại, điều chắc chắn là bạn có thể đến thăm phần còn lại của con tàu nổi tiếng này thông qua công ty OceanGate để có thể tận mắt quan sát nó trong một trong những chuyến thám hiểm của nó. Năm 2022, việc đặt trước một chỗ có giá lên tới 250.000 đô la, tăng gấp đôi với giá của năm trước. Và cho đến ngày nay thì chỉ có khoảng 200 người đã thực hiện hành trình bận rộn này xuống dưới biển. Lý do là bởi giá cả quá đắt khiến nhiều người không thể chi trả được. Đã có rất nhiều đề xuất được đưa ra để cứu con tàu Titanic trước khi nó tan rã, nhưng mọi thứ dường như chỉ ra rằng Titanic sẽ ở đó cho đến những ngày cuối cùng. Và trên đây là toàn bộ những phân tích nếu chúng ta nâng Titanic lên. Anh em có nghĩ rằng là chúng ta nên cố gắng giải cứu mọi thứ, có thể hay là ngược lại, không bất cứ điều gì liên quan đến Titanic nữa? Chia sẻ quan điểm của mình bên dưới video này nhé. Và trước khi rời đi, cũng đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo Văn Tùng Discovery để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.